Xin chào, hôm nay ý anh Nam xin giới thiệu một mẫu tủ giày 3 cánh. Chiều cao của nó sẽ là 1 m, ngang là 93 và sâu là 34. Với thiết kế 5 tầng để chính như thế này thì mình có thể để khoảng 20 đôi giày dép tùy vào kích thước lớn nhỏ. Và đây là ngăn kéo phụ. Thì với ngăn kéo này thì mình có thể để như là móc khóa, chìa khóa, phiếu thu tiền điện hoặc là một số cái hóa đơn nhỏ mình có thể để vào bên trong này. Và đây là 4 tầng phụ. Ở đây thì mình có thể để nón bảo hiểm của mình nè, hoặc là một số chị em nào mà mình thích mang những đôi bốt ngắn á, thì mình có thể để riêng ở bên này, cũng khá là tiện dụng ha. Đặc biệt ở bên trên này mình có thể tận dụng, mình có thể để trang trí lọ hoa nè, gấu bông nè, hoặc là khi mình đi làm về á, thì những chiếc túi xách mình có thể đặt lên ở trên này. Thì đặc biệt chiếc tủ này nó không những bảo vệ cho mình những đôi giày của mình không bị bụi bẩn nè, nó tăng tuổi thọ cho giày nhiều hơn nè, bảo vệ giày của mình không bị thú cưng cắn xé nè. Đặc biệt tủ giày ở bên em không ẩm mốc, không mối mọt, không thấm nước, dễ dàng lau chùi và nó nhẹ, dễ dàng di chuyển, đặc biệt là dành cho những chị em. Khi mà mình đừng có vấn đề mình lo ngại là nó sẽ bị bẩn rồi mình sẽ khó là lau chùi được, nhưng mọi người đã yên tâm ha. Khi mà nó chỉ cần bẩn thì mình có thể bê hết những đôi giày dép của mình ra, mình xịt nước mình rửa, hoặc là cái nước rửa kiến á, mình có thể xịt lên mình rửa, thế là nó trả lại nguyên trạng ban đầu rồi, đúng không? Và đặc biệt bên em thiết kế đặc biệt 2 màu, đây là gam màu sáng và đây là gam màu tối, tùy